Shop Hoa Giấy xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay shop sẽ lên một số sản phẩm phục vụ cho mục đích sưu tập và gia dụng. Quý khách mua hàng xin vui lòng chọn mã sản phẩm là chữ H có số đứng liền kề, số phía sau là giá của sản phẩm. Quý khách liên hệ với shop qua số điện thoại 0979 637 554, có thể gọi hoặc nhắn tin bằng số Zalo hay số di động để thuận tiện cho việc trao đổi thông tin hình ảnh của sản phẩm khi gửi hàng. Shop sẽ up video vào khoảng 11 giờ mỗi ngày, thứ bảy chủ nhật nghỉ. Quý khách vào xem video xin vui lòng nhấn like, đăng ký và chia sẻ để nhận được những thông báo mới nhất về những video mới. Xin trân trọng cảm ơn. Sản phẩm đầu tiên đó là một cái bộ ly rượu, nó gồm có hai cái ly Cotani và một cái ly Satsuma. Hai cái ly Cotani này thì nó vẽ hoa cúc và cái đôi chim ri. Đôi chim này nó tượng trưng cho cái sự chung thủy. Đôi chim này nó được vẽ vàng trên cái nền men rạn, ở đây nó bị cái ánh sáng đèn đó anh chị, nó chá. Hoa thì nó được vẽ nổi, rất là tinh xảo nha, rất là đẹp. Đây là cái ấn truyện của cái dòng Cotani. Cái ly này nó thuộc cái dòng Satsuma, White Satsuma. Nó vẽ hoa cúc, họa tiết nó được vẽ vàng, đáy nó có truyện ký. Trôn nó có vết mẻ nhẹ thôi, không ảnh hưởng đến thẩm mỹ hay là chức năng. Kích thước thì nó như nhau, cái dáng nó hơi khác một tí thôi. Ly này cao 4.5, đường kính 5.5, mã sản phẩm H1, giá 90k trên bộ 3 cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bình gốm Cotani. Cái bình này ở Nhật nó là bình rượu, nhưng mà về Việt Nam thì các anh chị hay sử dụng nó như một cái bình hoa. Nó vẽ chủ đề sóc nho, họa tiết nó được vẽ bằng men nổi, cốt dày nặng, đáy nó có ấn truyện đặc trưng của dòng Cotani. Cao là 14 năm, đường kính miệng là 3.5, vòng thân là 24, mã sản phẩm H2 giá 60k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái sản phẩm thủ công truyền thống của Nhật rất là đẹp. Đây là một cái búp bê Kokeshi, là một cái dạng búp bê truyền thống có lịch sử lâu đời của Nhật, tạo hình một cô gái. Ở đây nó tinh tế ở chỗ là chúng ta thấy đó, nghệ nhân họ chọn một cái đoạn gỗ mà nó ở trên thân nó có một cái đoạn sấy, nó giống như cái áo kimono của người phụ nữ Nhật vậy đó. Ở trên thân nó có chữ ký của nghệ nhân nha. Trên cái khăn trên đầu thì nó vẽ cái hoa trà, một cái loại hoa rất là trang trọng ở Nhật. Cao 9.5, đường kính nó là khoảng 3 tới 3.5, mã sản phẩm là H3, giá 60k. Cái đó các anh chị trang trí cực đẹp á. Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái dĩa Imari xưa, rất là đẹp. Cái dĩa này thì nó kết hợp giữa cái ngũ sắc và men lam, trong lòng nó vẽ men lam, xung quanh nó vẽ ngũ sắc. Đây thì chúng ta thấy là nó vẽ một cái tích xưa, một cái tiểu đồng và một cái vị giống như nho sĩ, nho sinh đó. Họa tiết này nó được vẽ bằng vàng thật, bên cạnh là nó vẽ cá. Cá thì nó tượng trưng cho cái sự trôi chảy, hanh thông. Phía sau nó vẽ bắt bù bói. Cái này là cốt rất là dài nha, cái dòng này, cái dòng xưa, Imari xưa đó, rất là đẹp. Đường kính là 13 năm, mã sản phẩm H14, xin lỗi H4, giá 120k trên cặp. Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái dĩa men lam xưa rất là đẹp. Nó vẽ chủ đề là đào trúc tùng, dòng men lam xưa rất là đẹp. Sau nó vẽ cuốn thư, dĩa này đường kính 16, mã sản phẩm H5, giá 120k trên cặp. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái tô Imari xưa, trong lòng nó vẽ chim, và cái này giống như cây trúc Nhật. Chim này nó vẽ bằng vàng thật đó anh chị, trong lòng nó vẽ hình cái họa tiết giống như lông ẩn vậy đó. Và ở đây chúng ta thấy cái hình xoắn ốc này nè, nó được vẽ bằng men nổi nha, vẽ rất là công phu. Bên ngoài nó vẽ hình một cái con chim đậu trên cái dây xoắn ốc. Tô này cao 5,
đường kính 15 năm, mã sản phẩm H6 giá 80k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái tô men lam xưa vẽ cái một cái ngư phủ đang ngồi câu cá ở bên cội một cái cây tùng. Trên trang họa tiết này nó được vẽ tay rất là đẹp các anh chị. Dòng men lam xưa rất là đẹp. Tô này cao 5, đường kính 14 năm, mã sản phẩm là H7, giá 80k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái khay. Cái khay ngũ sắc kết hợp với men lam. Nó vẽ một cái bầy ngựa đang vui đùa trên thảo nguyên. Ngựa thì nó được vẽ bằng men lam, những cái họa tiết khác thì nó vẽ kiểu giống như tam thái các anh chị. Họa tiết này nó vẽ tay, ở đây nó có chữ ký nghệ nhân âm vào trong cái cốt sứ, cái này bằng sứ nha. Sứ chứ không phải gốm nha các anh chị. Giữa gốm và sứ nó có sự khác nhau. Đây là núi Phú Sĩ. Dĩa này cái chiều rộng của nó là 18 năm. Mã sản phẩm H8 giá 80k. Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái dĩa gốm rất là đẹp. Hai cái dĩa gốm. Trong lòng nó vẽ hình chiếc lá, đặc biệt là chiếc lá này nó được khắc đó anh chị. Nó dùng cái kỹ thuật giống như là khắc trên gỗ vậy đó. Khi mà cái phôi gốm nó còn nó cứng đó thì nghệ nhân họ sẽ khắc tạo hình cái chiếc lá, cho nên cái hình chiếc lá nó nổi ở trên bề mặt gốm nhìn rất là hay. Cái này nó được chế tác hoàn toàn thủ công, cốt dày rất là nặng. Đây là cái ấn triện nó âm vào trong cái cốt gốm. Cái dĩa này bên ngoài nó rất là nặng nha các chị, nặng rất là nhiều so với kích thước của nó. Đường kính là 21 năm, mã sản phẩm H9 giá 60k trên cái. Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái tô. Hai cái tô gốm rất là đẹp. Nó vẽ lá phong và hoa anh đào đặc biệt. Cái dòng này nè, cái men bóng nó rất là đặc biệt các anh chị. Bên ngoài các anh chị thấy nó đẹp hơn trong hình rất là nhiều. Các anh chị mà từng đã sử dụng những cái dòng này thì rất là thích. Nó mang cái nét gì đó cực kỳ tinh tế. Cao 4, đường kính 16 năm, mã sản phẩm H10 giá 90k trên cặp. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái dĩa gốm rất là đẹp. Cái này nó thuộc cái dòng dĩa gốm nghệ thuật đó các anh chị. Dĩa này nó giống như cái dĩa trưng bày. Các anh chị nhìn vào nó giống như một cái bức tranh thủy mặc. Bức tranh thủy mặc tức là mực nước. Thủy mặc là một cái trường phái lớn của hội họa phương Đông. Ở đây nó vẽ một cái cây đậu nành, ở miền Bắc gọi là đậu tương, miền Nam gọi là đậu nành đó. Thường thì những cái bức tranh thủy mặc của Nhật hay cái vẽ những cái chủ đề mà những cái loại rau củ quen thuộc. Cái dĩa này nó độc đáo chỗ nó giống như cái bức tranh nha anh chị. Hay nữa các anh chị có thể sử dụng nó giống như một cái khay trà nhỏ. Nó được chế tác hoàn toàn thủ công. Bên ngoài các anh chị cầm lên nó nặng cực kỳ nặng, nó nặng rất là nhiều so với kích thước cũng như những cái sản phẩm cùng kích thước. Cái này bên ngoài nó độc đáo hơn trong video rất là nhiều, trong video không có thể lột tả được. Cái nước men của nó rất là độc đáo. Đường kính 24, mã sản phẩm H11 giá 120k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái cặp. Cái cặp tô, cái này nó to hơn cái bát cơm nha các anh chị. Một cái cặp tô ngũ sắc. Nó vẽ những cái hoa văn truyền thống như hoa văn hình sóng nước, hoa văn hình thoi và những cái đó hoa cúc. Hoa cúc là quốc hoa của Nhật. Trong lòng nó vẽ men lam, đáy nó có truyện ký của dòng Arita. Tô này nó cao 6, đường kính 13, mã sản phẩm H12 giá 120k trên cặp. Một cái sản phẩm khá đặc biệt tiếp theo đó là một cái dĩa men ngọc Celadon. Cái dĩa này trong lòng đó, nó tạo hình này đó giống như là một cái đóa hoa mẫu đơn sống động các anh chị. Toàn bộ cái dĩa này là nó giống như cái đóa hoa mẫu đơn, nó được tạo hình rất là sống động. Cái họa tiết này nè là nó được giống như kiểu nó được khắc đó các anh chị. Nó được khắc cho nên đóa hoa nó kiểu như nó 3D á. Nó từng lớp á, rất là hay. Cực kỳ sống động. Và chúng ta biết Celadon là một cái dòng men rất là khó chế tác. Nó đòi hỏi cái kỹ thuật rất là khó.
đáy nó có truyện ký nè, cái dòng xe la đông, cái truyện ký chúng ta hơi khó thấy ở trên video. Truyện ký nó âm ở bên dưới cái lớp men á, cho nên nó rất là bền với thời gian. Dòng xe la đông thì chúng ta quay nó không đẹp được như thực tế. Cái này nó giống như một cái khối ngọc vậy đó. Chị trưng bày giống như bức tranh. Đường kính là 21 năm mà sản phẩm H13 giá 120k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái này gọi là cái chậu thì đúng hơn. Gọi là cái tô hay là cái chậu. Cái này chất liệu của nó là gỗ nguyên khối nha các anh chị, gỗ tự nhiên nguyên khối. Cái này các anh chị dùng làm cái chậu hay cái an để đựng nước trên bàn trà đó thì nó cũng hợp nữa. Rất là to, nó tạo hình rất là đặc biệt, những cái vòng tròn đồng tâm hay chúng ta gọi là cái dấu thiền ở trong lòng này, nó là cái hình nhật nguyệt, mặt trời và mặt trăng. Đây, ở đây chúng ta rõ nhất là hình trăng bán nguyệt. Cái này nó được khắc các anh chị, nhìn rất là công phu. Cái vành miệng cũng vậy, nó được khắc tạo hình rất là độc đáo, cốt nó rất là dày, cực kỳ dày. Cao 8. Đường kính là 23 năm, mã sản phẩm H14 giá 150k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bình hoa gướm mộc rất là đẹp. Cái bình này nó thuộc cái dòng gướm Shigaraki. Shigaraki là một trong những cái dòng gướm cổ rất là nổi tiếng của Nhật. Đặc điểm của cái dòng gướm này thì nó cũng không phủ men. Cái này là cái nhựa thông á, nghệ nhân họ phủ để khi mà nung gướm á, nó tạo nên một cái màu sắc rất là độc đáo. Trên thân thì nó khắc hình cỏ lao. Cỏ lao trong cái văn hóa phương Đông thì nó cũng hay là một cái chất, cái chủ đề rất là thường gặp. Cái quai chúng ta thấy tạo hình rất là hay nè. Đây nó được chế tác hoàn toàn thủ công nha. Đáy nó có truyện ký của nghệ nhân, truyện ký. Nó hơi khó thấy tí do ánh sáng đẹp. Cốt dày rất là nặng, những cái dòng gốm mộc của Nhật. Cái bình này các anh chị cắm những cái loại hoa vào mùa xuân nè, vào Tết thì rất là đẹp. Đặc điểm của những cái bình hoa gướng mộc đó là các anh chị cắm hoa nó làm nổi bật lên cái màu sắc của hoa và nó giữ cho cái hoa tươi rất là lâu. Cao là 19 năm, gần 20, 19 8. Đường kính miệng là 11 năm. Vòng thân là 65 năm, mã sản phẩm H15 giá 350k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái dĩa ngũ sắc xưa Imari. Cái dòng này là cái dòng ngũ sắc xưa vẽ tay. Cái dòng này nó đặc trưng cho cái dòng Imari trong cái giai đoạn gọi là Đại Nhật Bản đó. Tức là cái tinh thần dân tộc của người Nhật họ phát triển rất là mạnh, cho nên họ muốn thể hiện những cái sản phẩm văn hóa của họ đó, mang cái màu sắc riêng. Cho nên chúng ta thấy cái màu men trong cái dải đòn này nó rất là đặc biệt. Đây chúng ta thấy cái màu đỏ chu sa, màu vàng trên cái thân của Phượng Hoàng đó, nó được vẽ bằng vàng thật. Ở dưới này chúng ta thấy hình ảnh của giống như cái lá ngô đồng đó. Cái màu xanh lá cây đó nó được vẽ nổi. Cái màu này nó không phải là cái màu lam mà nó chuyển giống như là cô banh sậm, nó mang cái màu sắc rất là độc đáo. Dĩa này sâu tuổi các anh chị, dòng này là cái dòng Imari cổ rồi. Thì chúng ta thấy cái trôn nó lên cái màu của oxit sắt á. Dĩa này cốt dày rất là nặng. Tiếng gõ nó âm vang như chuông, chứng tỏ cái cốt nó cực kỳ tốt. Đường kính nó là 30.5, mã sản phẩm là H16 giá 450k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái dĩa men lam xưa của Nhật. Nó vẽ một cái tích xưa. Dĩa này cũng rất là to, vẽ một cái tích xưa. Ở trên thuyền nè, có một cái vị phu nhân. Cái vị này có thể là thuộc cái tầng lớp quý tộc nè. Có một cái người ngồi quạt trà, một cái người chèo thuyền. Ở trên này có một cái người đang đứng trên một cái ghềnh đá hướng ra. Ở trên thân thì nó vẽ những cái loại hoa.
Màu men lam rất là đẹp nha các anh chị, cực kỳ đẹp. Dĩa này cốt rất là dài, chúng ta thấy cái oxit, cái những cái nốt ruồi này là do cái oxit sắt đó nó tạo nên. Bên ngoài chúng ta thấy mới thấy cái dĩa này nè, nó rất là cũ kỹ, nó sâu tuổi nha, cái màu kiểu mà nó lên nước đó các anh chị, chúng ta hay gọi là lên nước. Này là cái vết giống như cái vết lỗi lò nhẹ ở chỗ này nè, không ảnh hưởng gì đến thẩm mỹ hay là chức năng. Đường kính là 31 năm, mà sản phẩm H17 giá 450k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bình hoa gốm Sino rất là đặc biệt. Đây là cái dòng Sino men tuyết. Cái dòng này nó vẽ hình đôi hạt. Họa tiết nó được vẽ hai bên thân, giống như cái kiểu ở đây là cái góc độ chúng ta nhìn gần, cái đôi hạt nó to hơn, lớn hơn. Ở đây góc độ chúng ta nhìn xa, cái đôi hạt nó sẽ nhỏ hơn. Và đôi hạt nó giống như dân cái điệu múa các chị. Trong quan niệm phương Đông thì hạt nó là một cái loài chim thiêng. Hạt nó tượng trưng cho cái sự chung thủy, trường tồn, giống như là tuổi thọ đó. Và theo cái quan niệm của những nước Á Đông thì chỉ có là hạt là cái loại duy nhất có thể bay được lên tới trên thiên đình. Cái kiểu men của cái dòng Sino này nó rất là đặc biệt. Sino là một trong những cái dòng mang cái nét đặc trưng nhất của gốm sứ Nhật. Và đặc biệt là cái dòng men tiết này nè, nó là một cái trong những cái dòng rất là đặc biệt. Thường thì Sino chúng ta hay gặp nhất là cái màu, mà cái màu phổ biến nhất của Sino là cái màu đỏ cam, màu cam á, do trong cái thành phần gốm á, men của Sino nó có nhiều cái oxit sắt, sau khi nung men nó tạo nên cái màu đó. Riêng cái dòng này giống như là cái dòng cao cấp, phân khúc cao cấp của Sino các anh chị. Chúng ta nhìn thấy nó rất là đặc biệt, rất là độc đáo. Họa tiết thì nó vẽ âm vào trong cái cốt gốm. Đây để chỗ tối như thế này chúng ta mới thấy cái chuyện nè, chứ đưa ra nó bị trá ánh sáng đèn chúng ta không có thấy chuyện. Cốt dày rất là nặng nha. Dòng này các anh chị trưng bày nó rất là sang trọng, do cái phông nền của shop là phông nền trắng cho nên chúng ta thấy nó không có nổi bật. Chứ cái này thì các anh chị trưng bày trong cái không gian nào nó cũng đẹp cả, không gian cổ hay là không gian nó mang cái tính chất hiện đại, phá cách nó đều đẹp cả. Cái độc đáo của những cái sản phẩm Sino men tiết là như vậy. Cao 21, đường kính miệng là 8.5. Dòng thân là 53, mã sản phẩm H18 giá 550k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái dĩa gốm rất là đẹp. Một cái dĩa gốm rất là đẹp, siêu to. Cái dĩa này nó cực to nha. Dĩa này nó giống như cái bức tranh thủy mặc cho các anh chị, nó vẽ một cái cành hoa đào. Cành hoa đào. Ở đây là một cái đóa hoa lớn nè. Ở đây những cái nụ hoa chưa nở. Cái dĩa này nó giống như một cái bức tranh siêu to khổng lồ. Nó giống như một cái bức tranh thủy mặc, thay vì tranh thủy mặc thì các anh chị vẽ trên giấy, cái này giống như bức tranh được vẽ trên gốm. Nó rất là nặng, cái việc một tay dở không nổi. Đây, ở đây chúng ta mới thấy cái đủ ánh sáng, nhưng mà thấy nó rất đẹp hơn rất là nhiều. Cái màu này nó giống như cái màu rêu á chị, màu be, chứ không phải là màu đen nha. Nó chuyển từ màu nâu sang cái màu rêu, màu be. Nó trên cái nền men rạng rất là độc đáo, cái kiểu rạng giống như băng vậy đó các anh chị. Và đặc biệt cái cốt nó rất là chắc, rất là nặng. Chúng ta thấy nè, cái men rạng, men sơn ra đông rất là đẹp. Cái dĩa này các anh chị trưng bày giống như cái bức tranh, thay vì các anh chị trưng một cái bức tranh bằng giấy thì chúng ta trưng bức tranh bằng gốm. Ngoài ra thì có thể là các anh chị để bài mà trái cây mà là phải thiệt là nhiều nha, rất là to.
Mã này nghĩ là trưng bày bằng giống như bức tranh thì nó sẽ hợp hơn. Đường kính nó đến 37 năm lận các anh chị. Mã sản phẩm H19 giá 450k. Tiếp theo là một cái dĩa siêu to khổng lồ nữa nè. Dĩa này là siêu to luôn á anh chị. Các anh chị có thể dễ dàng tìm được những cái dĩa sứ size to, nhưng mà tìm được những cái dĩa gốm mà size to nó rất là hiếm nha. Đó là cái thực tế và là cũng là cái kinh nghiệm của shop đó. Cái dĩa này nó cũng là một cái bức tranh thủy mặc nè. Dĩa này nó to hơn dĩa vừa rồi, nhưng mà cái cốt gốm của nó thì nó mỏng hơn và nó nhẹ hơn. Cái này nó vẽ cây trúc. Trong văn hóa phương Đông thì cây trúc nó tượng trưng cho cái người quân tử. Họa tiết này nó được vẽ giống như tranh thủy mặc các anh chị. Rất là độc đáo. Phía sau nó là một cái bài thơ. Bài thơ viết theo lối thư pháp. Những cái bài thơ cổ 4 chữ của Nhật các anh chị. Đây, nó có truyện ký của nghệ nhân. Dĩa này các anh chị có thể trưng bày hai mặt được. Dĩa này rất là to nha, cực kỳ to. Đường kính nó tới 39 lần anh chị. Mã sản phẩm là H20 giá 380k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái siêu phẩm. Một cái bình hoa gốm rất là đẹp, rất là to luôn. Cái bình hoa gốm mộc cực kỳ to, cực kỳ đẹp. Cái bình này nó được chế tác hoàn toàn thủ công nha. Ở Việt Nam chúng ta gọi là gốm vút tay đó, cái dòng gốm nghệ thuật á. Những cái đóa hoa này nó được đắp nổi 3D. Đắp nổi 3D, cái này là hoa anh túc các anh chị. Hoa anh túc, một cái loại hoa rất là đẹp. Những cánh hoa được đắp nổi rất là sống động. Đây bên ngoài cái hoa nó sậm hơn các anh chị, cái màu hoa nó đẹp hơn, cái màu hồng rất là ngọt ngào, rất là đậm. Ở đây nó bị cái ánh sáng đèn á, nó bị nhạt bớt đi. Bị nhạt. Những cái nụ hoa này. Chiếc lá cái này đó nó đắp nổi nha các anh chị. Những đóa hoa anh túc rất là sống động. Chúng ta thấy chỉ riêng cái phần mà nghệ thuật đắp hoa này thôi là nó đã là một cái tác phẩm nghệ thuật rất là lớn rồi, chưa tính đến cái những cái tác phẩm mà to gốm mộc mà to như thế này, là những cái nghệ nhân đòi hỏi là những cái người vô cùng kinh nghiệm và cái tay nghề chế tác rất là cao. Tại vì những cái bình gốm đó chúng ta thấy cốt gốm nó mềm, để tạo được những cái phôi gốm mà nó to như thế này đều đòi hỏi là cái bước xử lý cũng như là cái quá trình chế tác nó rất là công phu. Bất kỳ ở quốc gia nào những cái sản phẩm gốm vuốt tay nó đều có giá trị hết. Giá trị rất là cao về cái mặt nghệ thuật, thẩm mỹ và kinh nghiệm. Không phải ai cũng có thể chế tác được những cái tác phẩm to như thế này. Đây, để nghiêng nghiêng chịu này. Đáy nó có cái chữ ký của nghệ nhân nè các chị, chữ ký của nghệ nhân. Cốt dày rất là nặng nha. Bình này nó nặng khủng khiếp á. Cốt rất là dày. Bên ngoài nó to hơn trong cái video rất là nhiều các anh chị. Cái bình này là shop sưu tầm cách đây là hơn 8 năm. Hiện nay chúng ta muốn tìm những cái bình hoa như thế này là không có đâu. Đây là những cái tác phẩm độc bản. Một và chỉ một duy nhất thôi, không có cái thứ hai. Cái giá trị của những cái bình hoa độc bản gốm mộc là như vậy. Độc bản. Nó mang cái nét rất là độc đáo. Một và chỉ một thôi. Bình này nó cao là 36, đường kính là 17 năm,
vòng thân là 53, mã sản phẩm là 21, giá 3.500.000. Phiên bán hàng của ngày 19 tháng 12 đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý khách đã theo dõi và ủng hộ. Xin trân trọng kính chào.